Một cửa hàng trang sức xa hoa Hermès ở Paris, Pháp, ngày 27 tháng 7 đã trở thành mục tiêu của một vụ cướp có vũ trang với số hàng hóa trị giá gần 2 triệu euro, tương đương 2,37 triệu đô la Mỹ bị cướp đi trong nháy mắt. Tờ Le Parisien cho biết, một người đàn ông đi xe điện scooter đến cửa hàng vào cuối buổi chiều, vào cửa hàng, rút vũ khí dao hơ lên đe dọa để cướp đồ, sau đó ra ngoài đi xe scooter chạy mất. Văn phòng công tố đã mở cuộc điều tra vụ việc. Hermès là một trong những thương hiệu trang sức lâu đời nhất của Pháp, thuộc sở hữu của tập đoàn đồ xa xỉ LVMH. Tập đoàn này hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.